Thưa quý khán giả, yêu hoa nhất là các loại hoa của xứ sở Đà Lạt, chủ nhân của một biệt thự ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã biến khoảng sân vườn nhà của mình trở thành vườn hoa khoe sắc và mở cửa đón khách đến chụp ảnh check-in. Những ngày gần đây, sân vườn của biệt thự 179 đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng trở nên rực rỡ hơn với nhiều loại hoa đua nhau khoe sắc. Đó là những bông hoa hồng với đa dạng sắc màu, hay màu trắng tinh khôi của hoa cúc daisy, sắc vàng của cúc thân gỗ, hoặc sắc tím và trắng của hoa thạch thảo. Hoa mình phải vận chuyển từ Đà Lạt về, khá là dài, trồng thì cũng khoảng tầm hơn cả tháng trời mới phục vụ để những cảnh đẹp như thế này. Không chỉ gói gọn niềm đam mê cho cá nhân, mà chủ nhân của biệt thự này còn mở cửa có thu phí để phục vụ những người có cùng đam mê hoa và sở thích chụp ảnh đến đây để lưu lại những khoảnh khắc đẹp. Ấn tượng đầu tiên khi mà mình đặt chân đến đây á, là một bầu không khí vô cùng thoáng đãng và thoải mái. Và đặc biệt là chủ nhà còn rất tâm lý khi mà chuẩn bị một cái chỗ để thay trang phục cho chúng ta. Và các chị em có thể mang rất là nhiều loại trang phục như là áo dài, áo bà ba hay là đầm váy như thế này để đến đây và chụp cùng với những cái loại hoa, những cái phong cảnh ở đây. Em đang thấy rất là hào hứng và rất là vui vẻ vì ở nơi đây có rất là nhiều các loại hoa luôn. Và em nghĩ là nơi đây mọi người nên đến và trải nghiệm. Ngoài nhiều loại hoa đang khoe sắc thì khuôn viên này cũng đã bố trí mô hình nón lá độc đáo để khách có thêm sự lựa chọn khi đến chụp ảnh check-in.